Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Xem là chúng ta có gì nào. Có một cái giáp level 1 này và một khẩu súng M60 nữa, cũng tạm. Đây có phải nên coi. 1 giờ hả? Gắt với anh bởi vì là hôm nay anh live muộn mà, nên là offline cũng hơi muộn nha mọi người. Đó, với kẹo lại có thêm được 2 quả trứng lam này. Mới ra thì mới rút được cái ba lô 2. Em ơi, lấy ba lô 2 không em? Không. Ủa, em có rồi hả? Chưa có. Chưa có, lấy không em vứt cho này. Này, qua đây. Lấy chứ sao lại không? Để anh vứt cho cái ba lô 2 này. Trứng lam thì anh em là có thể là thấy được rằng là ở khu vực vị trí thung lũng này rất là nhiều trứng lam nha mọi người. Nãy giờ mình đã được 3 quả rồi. Đổi qua UMP bởi vì là mình chơi quen với cái dòng súng tự liên hơn. So với những dòng súng shotgun thì mình chơi gà vãi chưởng anh em ạ. Em ơi, em đâu rồi? Bên này hả? Để anh qua cho em. À, quên rút đồ cái đã. Em ơi, Phương Anh ơi, anh có 33 này. Đây anh qua anh ship cho em nhé. Được chưa? Qua ship alo cho em nhé. Shipper của em đây rồi. Em ơi, này. Anh ship đồ cho này. Vào trong nhà đi em. Nhà này nhé. Đây. Ship cho em mới đầu luôn này. Ở đấy. Ba lô này, giáp 2 này, lấy đi em. Chỗ này thì lúc nãy là mình thấy có cái ba lô 2 nên là mình sẽ quay lại lấy ba lô 2 nha em ạ. Không ngờ chứ. Sao xem. Chờ anh xíu, anh lấy cái ba lô cái đã. Và mình lại dùng giáp 1 anh em ơi, những đồ cho gấu mà. Đâu em, chỗ nào vậy em? Đây, đang chạy lên này. Đây, chúng nó bắn nhau đấy. Thế em bắn chúng nó đi. Giết luôn, không cho chúng nó để chừng em ạ. Nào, để coi. Wow, hướng nào vậy em? À, cái kia nó chạy này. Nó chạy này. Mà chạy à? À, nó lại chạy kìa ơi, Nó chạy xuống phía dưới rồi em ạ. Thằng này, nhanh thật. Được. Một thằng, anh giết thằng ở phía dưới đi. Ui. Ở trên rồi cũng có em ơi, cẩn thận nha. Đây hả? Ok. Giết nó đi em ơi. Rồi. Thằng này đồ nó nghèo lắm. Có trứng đỏ này. Đây là trứng đỏ này. Cứ thật nhiều trứng rồi là đổi được đồ thôi. Thế có trứng đỏ cho em ơi. Không lấy thì anh lấy cho. Đi em. Một đứa ngay phía dưới nữa này. Nó ở căn nhà để xe thôi em ạ. Không biết nào chạy đâu chi không? Ui, tôi nghĩ là nó vẫn đang ở đây thôi, nó chưa chạy đâu. À, qua nhà bên cạnh coi. Không thấy anh em ạ, thằng này chạy nhanh thật. Thấy bạn chết cái là chạy nhanh thật anh em ạ. Không biết đồng đội kiểu gì nữa, đổi qua format luôn nha các bạn. Rồi, ok. Trang bị tương đối ổn. Có thể nó chạy lên phía trên rồi em ơi. Phía dưới này kẹo không thấy này. Đơn giản nó chạy nhanh quá nên là mình cũng chịu mà anh em. Chúng ta sẽ lên phía trên coi. Hiện tại đó là 11 giờ 9 phút nha anh em. Và kẹo livestream đến 1 giờ sáng nha các bạn ơi. À đây mày. Mày chạy à? Mày chạy hả mày? Em biết rồi. Ui. Em ơi. Nữa này, ok. Xanh mộ nhà em. Ok. Và anh và em vừa giết một team rồi em ạ. Bọn này làm sao chơi được với team của mình nhỉ? Em nhỉ. À, chúng ta sẽ lại có thêm được trứng đỏ nha các bạn. Mình sẽ lên trên luôn nào. Lên trên để lút thêm đồ. Ok. Anh có máu rồi. Và kẹo đã có thêm được mũ 3 nhá. Xem. Anh có 3 bịch máu. Đây, lấy thêm đạn súng trường này. À, anh có 4 bịch máu rồi, không cần đâu. Anh bao một bình là rồi mà. Đâu cần đâu. Cần thôi cho người khác. Thế cho anh cũng được này. Theo vào đây. Người khác cái gì mà người khác hả? Anh còn 3 túi máu đây, em còn mấy túi máu em? Phanh phanh. 7 à? Ơ thế nhiều quá em vứt bớt đây anh cũng được. Nào em. Đâu? Anh xin. Đi em. Chúng ta sẽ qua phía coi và Kẹo phát hiện ra rằng là vẫn chưa có ai ở đây cả. Wow. Lên tầng 2 coi, tầng 2 khá là vắng các bạn ạ. Ngoài ra thì cũng chỉ là toàn là mấy cái trang bị phổ thông, chạy đâu cũng có. Không sao, và Kẹo đã có thêm một cái quả trứng lam nữa. Súng điện này, để lấy súng điện thì bắn máu cho em. Ok. Lúc nãy anh vừa bắn nhầm thôi em. Đi nào em. Sao cơ anh em ơi? Anh yêu cho em chơi với... Không đâu, anh chỉ chơi với gấu thôi anh em ạ. Không chơi với anh em đâu. Đây mình sẽ qua phía này. Hello mọi người, cảm ơn 1130 bạn đang xem live nhá. Ủa chưa đỡ hòn nữa hả? Đi có phía này. Thế hết trận này đi ngủ đi nhá, nghe chưa? Có anh live tận 1 giờ cơ, hơi lâu ấy. Đây, anh xin. Không còn ai nữa cả các bạn ạ. Vắng người thật đấy. 26 thật nữa cả. Vậy là còn lại nửa số lượng người chơi ở trong cái bản đồ này anh em ạ. Mình sẽ chạy xuống phía dưới coi. Wow. Xem là phía dưới chúng ta sẽ có gì. Ở đây không có gì cả. Máu nhiều quá thì thôi, tại vì anh cũng có 6 túi máu rồi. Để chỗ mình còn lượm đạn nữa em ạ. Mới được cả rồi vậy các bạn ơi. Nãy giờ chạy hơi mệt nhưng mà lại không thấy ai cả. Như này thì Kẹo chịu thua rồi. Wow. Em vừa bị điện giật tê tái quá anh ơi. Ủa em ơi, sao nghịch ngu bị điện giật em. Anh có ba lô mấy à? Anh đang có ba lô 2 em ạ. Thế em cứ giáp mấy rồi? Giáp mấy mua mấy rồi em ơi? Giáp 2 á? Đây em vứt cho cái giáp 4 này. Phanh, đây em vứt cho giáp 4 này. Đây em, ở dưới đi, em vứt cho giáp 4 này em ơi. Phanh ơi, thế mua mấy rồi em? 3, ok. Anh lút cái giáp này đã. Đâu em, giết nó. Mà chạy à? Mà chạy được không em ơi? Ôi em ơi, thằng bạn nó này. Thằng bạn nó này em ơi, thằng bạn nó này. Đậu xanh, thằng bạn nó này. Ôi thằng bạn nó này. Mày chạy à? Ok. Bên này em ơi, 240. Bắn thằng 240 em ơi. Ok, đây cứu anh. Qua đây cứu anh chỗ này em ơi. Vì là nó có tận 2 đứa cơ, anh chỉ bắn đến một hướng thôi. Tí chết anh em ạ, may là có gấu gánh tim anh em ơi. Tôi cuốn máu cái đã. Tí xanh mộ. Đây, còn máu đàng hoàng các bạn ơi. Lại rút thêm đồ này anh em. Và Kẹo có thêm một trứng đỏ nhá. Hôm xác của thằng còn lại ngay phía này anh em ơi. Hết đồ ngon rồi anh em ạ. Nó cũng chỉ có như thế thôi. Và mình sẽ lượm thêm một quả trứng đỏ này. Ui ho thế. Để xem coi, hình như là chỗ này vẫn đang còn người này. Hôm nãy thấy trên bản đồ có ký hiệu. Không có anh em ơi, nó chạy rồi. Nó chạy rồi các bạn ơi. Ok. Hiện tại thì còn 17 người chơi nữa và mình đang có là một mắt xem duy nhất. Quay buồn quá. Em có 30 xem cả. Có thế nhiều hơn anh rồi. Vì anh mới giết có 2 mạng thôi, em giết mấy mạng rồi? 3 mạng. 3 mạng rồi á? Y giỏi thế. Sao cơ mọi người? Đây đây. Kẹo vẫn đang đọc comment của anh em mà. Sao anh em lại bảo là Kẹo không dép comment của anh em? Chẳng qua là có khi là đang tập trung chơi game ấy thì mình không có kịp trả lời thôi anh em ơi. Có phiền đấy coi. Wow. Phía này chẳng còn ai cả các bạn ạ. Vắng tanh thôi à. Kẹo sinh năm 99 nha các bạn ơi. Qua đây sao lại có gì không nào. Mình sẽ chạy lên trên một xíu coi. Mười 16 người chơi nữa hả? Format của Kẹo đã có được giảm thai nhá. Bây giờ là còn lại 15 người chơi này. Wow, 8 team nữa là chúng ta đã có thể là giành lấy được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi nha anh em ơi. Cố lên nào. Người đâu cả rồi nha em ạ. Phía trên thung lũng này tôi chẳng thấy ai cả luôn. Cho nó chạy đâu rồi? 240. 240 hả? Đâu mày? Đây à, đây à? Ui, bo đang thu vào mà. Mày dựng tấm băng à? Mày dựng tấm băng à? Dựng tấm băng à? Dựng tấm băng à? Ok. Ui, người yêu anh giỏi quá nhỉ. Có ngay một cái thính ở đấy đấy em. Ôi thằng nào lút thính này, lút thính này. Ui, mày lút thính à? Nốc cho em ơi, nốc cho em ơi. Ui, chưa giỏi thế. Quê mày, một đứa nữa em ơi, bạn nó. Ok mày. Ui, ok mày. Mày chạy à? Quần máu đi em. Nó chạy ra phía sau nhà rồi em ạ. Thằng bạn của thằng Vật Lục Thính nhé, nó đang ở phía sau hàng rào đây em. Ôi em ơi, đừng chạy em ơi. Chắc là mình chạy kìa kìa. Nó chạy ra kìa em ơi, nó chạy ra này, ui, Ui, ghê thế. Hôm nay là tôi chỉ đi sau thôi nha em ạ, còn ăn mạng gấu gánh hết. Đấy, không phải làm gì cả, anh em thấy nhàn không ạ? Thính này là thính gì đây? Để anh coi. Ôi mấy giây nữa bo thu rồi em ạ. Lần này mình xem mình chạy trước đi, không là như cái ván lúc nãy là anh và em đều chết cả, hơi buồn. Còn máu có đã anh em ạ. Tôi xem tôi lút nốt máu. Đây rồi, chạy bo thôi anh em ơi. Có xe thì mình chạy xe em. Ô, lại không thắng nữa kìa. Ở đâu em ơi, em giết nó đi. À đây, anh thấy rồi, mày chạy à? À mày chạy à? Ok, mày nốc nó rồi em ơi, thằng này. Rồi nhá, một đứa nữa em ơi, Ok, giết nó rồi em ơi, đi. Rồi, xuống nút xác cái đã anh em ơi, Kẹo sẽ cần có thêm túi máu nha. Và còn mình vô đây. Rút thêm túi máu cái đã, ba lô ba này, ngon. Ok. Nòng súng 3 chắc là mình sẽ để trong ba lô. Thế nữa thì mình sẽ có cơ hội mình trang bị nòng súng 3 sau nha mọi người. 5 người chơi nữa. Lại sắp top 1 rồi nha các bạn ơi. Đây, anh và em cùng đi săn mạng nào. À, cho nó đang ở phía thung lũng em ạ, anh nghĩ thế. Vì là bo chưa thu hết chỗ đấy mà. Ui, kệ đi. Chúng nó đang thủ trò thì phải em ạ. Hoặc là phía các nhà phía dưới này, các nhà hướng nam với kép này. Anh nghĩ là cũng có người em ạ. Mình cứ ở đây đi. Kệ bo thủ vào đi em ơi. Đây. Chạy ra sau cái trụ điện là ok. Đấy. Đứng tạm ở đây em ạ. Sau là chờ chúng nó chạy bo thôi. À, phía dưới mày, phía dưới đập thủy điện này có người này. Hình như là đang đứng chỗ này anh em ạ, đang đứng chỗ này thì phải. À đây đây. Úi dồi, đây rồi. Ui, đây rồi. Anh vừa hạ nó rồi em ơi. Ui, đang còn ở ngay phía dưới này. Chỗ thẳng đá phía dưới này. Úi dồi ôi. Em ơi, làm gì vậy hả? Ui. Đứng góc này khó bắn quá em ạ. Mình không bắn được nó ấy. Nó phải chạy cơ. Góc này hơi khó bắn này. Đây đây. Một đứa nữa em ơi, một đứa nữa, nhà gỗ hướng 285. Nhà gỗ có người. Ui. Em ơi đừng nhảy xuống nhá, đừng nhảy xuống em ơi. 285, nhà gỗ em ơi. Nhà gỗ 285 này. Nó dựng bom keo rồi các bạn ạ. Thằng bên dưới thì đang thủ. Đây mình cứ lên trên cái đã. Lên trên này trước mình sẽ có lợi thế hơn này anh em ơi. Ui. Đâu với em. Dựng bom keo này em ơi, Từ đây. Anh qua với em luôn. Làm gì vậy? Ui. Ok, nó một rồi nha em ơi. Bây giờ thì kẹo trang bị nòng 3 luôn nha các bạn. Làm gì vậy? Ui, cứu bạn à? Bo thu rồi kìa em ơi. Chạy em. Ui, chạy em ơi. Ok. Còn một đứa nữa em ạ. Một đứa nữa chắc là ở ngay hướng 15 thôi. 15 em ơi, 15 em ơi. Úi dồi ôi. Làm gì vậy? Chạy à? Nhân giống rồi em ơi. Đây, ăn mừng nào. Phải nhớ ăn mừng nào. Yes. Đây có đây này. Đó, chụp ảnh nhân mừng này. Tên. Một chó một mèo nha em ạ. Ok, như vậy là trận này thì Kẹo đã giành được top 1 với 7 kill nhạc nha em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.